Vâng, một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ ban tổ chức cũng như là một món quà thật đặc biệt mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên màn hình.